Kính thưa quý đồng hương, diễn hành Tết kỳ thứ 8 năm nay với chủ đề Sức mạnh của sự đoàn kết sẽ được tổ chức vào 9 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa trên đường Westminster thuộc thành phố Garden Grove do Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali, Tập thể Chiến sĩ Trung tâm Tây Nam và rất nhiều hội đoàn cùng đứng chung vai sát cánh tổ chức vô cùng long trọng với rước quốc quân kỳ, đại kỳ. Và đặc biệt năm nay sẽ có hai người nhảy dù nhào lộn trên không trung biểu diễn với đại kỳ Hoa Kỳ và đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa trước khi đáp xuống lòng đường, và sẽ có máy bay trực thăng vào thời chiến Việt Nam năm 1973 đi diễn hành cùng với chúng ta. Chúng tôi mong quý đồng hương hãy yểm trợ cho diễn hành Tết và mong sẽ gặp quý đồng hương thật là đông đảo trên đại lộ Westminster thành phố Garden Grove để chúng ta tưng bừng đón mừng xuân mới. Và chúng tôi cũng mong quý đồng hương hãy yểm trợ cho dạ tiệc gây quỹ diễn hành Tết ngày 19 tháng 12 tại nhà hàng Golden Sea trên đường Brookhurst, góc đường Catella. Cảm ơn quý đồng hương.